chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vào hồi 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới, về nơi an nghỉ cuối cùng. Cùng thời điểm diễn ra lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được tổ chức tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất. Nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Đây là lời khẳng định trong lời điếu của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch nước Tô Lâm đọc tại lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong niềm tiếc thương vô hạn và thời khắc linh thiêng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trưởng ban lễ tang, đọc lời điếu của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản tiến bộ thế giới, mất đi nhà lý luận sắc bén, bạn bè quốc tế, mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình, dòng tộc, quê hương Đông Hội, mất đi người con ưu tú. Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, giáo sư, tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ, uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của Đảng, đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về vai trò của Đảng Cộng sản, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với tầm nhìn chiến lược về tình hình quốc tế trong thế giới đương đại, với những nỗ lực không ngừng góp phần duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở ra chương mới trong quan hệ giữa Việt Nam với đối tác quốc tế, thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, tăng cường sự đóng góp của Việt Nam bằng nhiều cam kết, hành động thiết thực, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa Việt Nam tiến lên mạnh mẽ. Với tâm niệm danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, nhà lãnh đạo kiên trung Nguyễn Phú Trọng đã không ngừng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã cùng Ban chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng chỉnh đốn Đảng,
kiên quyết, kiên trì chống lại chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan vất vả, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh trí tuệ để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Trong lời điếu, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lần đầu tiên, Đảng ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí luôn trăn trở, đau đáu với vấn đề xây dựng cơ quan lập pháp, thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, thực sự dân chủ và đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và phát triển mạnh mẽ đất nước. Nhà văn hóa lớn Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm huyết và có cống hiến đặc biệt quan trọng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Với nhãn quan chính trị sâu sắc, nhạy bén, đồng chí đã nâng tầm tư duy chiến lược, tạo bước phát triển mới cho nền quốc phòng, an ninh và đối ngoại Việt Nam. Đó là tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, luôn chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, tinh gọn, mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh. Quân đội, công an đoàn kết gắn bó như hai cánh của một con chim, như thanh kiếm và lá chắn, hình thành và lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghệ thuật ngoại giao thời đại mới mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trên trường quốc tế, không ngừng hội nhập sâu rộng, toàn diện vào nền chính trị quốc tế, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại. Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và không ngừng củng cố đại đoàn kết, thống nhất, trước hết là đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong sáng, kiên định lập trường, quan điểm và thực hành dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Nhà Cộng sản chân chính, chí tình, chí nghĩa, luôn tâm niệm và yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chọn cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân, khẳng định một nhân cách lớn, sống trọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân. Chúng ta thành kính, tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến vô cùng to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí, Đảng, Nhà nước ta đã trân trọng trao tặng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất. Nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Kính thưa anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây cùng đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế vô cùng thương tiếc tiễn đưa đồng chí về cõi vĩnh hằng, về với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Đồng chí ra đi nhưng tên tuổi và sự nghiệp, công lao, cống hiến, tài năng và đức độ của đồng chí sẽ còn sáng mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, trong sự tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, trong tình cảm của bạn bè quốc tế. Vĩnh biệt đồng chí, nhà lãnh đạo kết tinh phẩm giá, nhân cách của Đảng, hiện thân của hòa bình, thống nhất và tiến bộ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn, nếu là người hãy là người cộng sản, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn.
di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí đã trọn đời ấp ủ, phấn đấu, hy sinh. Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta thành tâm gửi đến gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của chúng ta. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác từ năm 1967, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1967. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa 8. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Tám mươi năm tuổi đời, gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Trong hai ngày tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan đoàn thể ở Trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế. Gần 200.000 đồng bào đồng chí đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cũng trong những ngày qua, đã có gần 500.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang truy cập gửi lời chia buồn qua sổ tang điện tử. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã để lại niềm tiếc thương với bạn bè quốc tế. Đã có khoảng hơn 3.000 đoàn tới viếng và chia buồn tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Trong đó có nhiều nước lãnh đạo tới viếng như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Australia, Liên Hợp Quốc. Đã có 101 nước, vùng lãnh thổ, 21 tổ chức, diễn đàn quốc tế đã gửi gần 400 thư điện thông điệp chia buồn. Ngày hôm nay, hàng triệu người dân Việt Nam với niềm xúc động và tiếc thương vô hạn đều hướng về thủ đô Hà Nội, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận dâng, tận hiến cho Đảng, cho dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi lần cuối trên những con đường của thủ đô Hà Nội, quê hương của một người con ưu tú của đất nước.
một áng mây trắng bay về trời một người Hà Nội đã đi xa là lời tiễn biệt của người dân thủ đô đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn cho thấy sự mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác, nhưng cũng hết sức gần gũi với người dân. Từ việc lớn đến việc nhỏ của nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân luôn là mục tiêu phấn đấu của mình. Từ những hành động thực tế, những đóng góp to lớn đối với đất nước xuyên suốt cuộc đời hoạt động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự kính trọng và yêu mến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cũng như bạn bè quốc tế. Cả cuộc đời mình, dù giữ nhiều cương vị quan trọng khác nhau, với 13 năm là người đứng đầu đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khiêm nhường, chan hòa và gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Lối sống thanh bạch, liêm khiết, vô cùng giản dị của Tổng Bí thư khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thêm nể phục và kính trọng ông. Một nhân cách, một con người văn hóa cao quý, một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng, trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Những hình ảnh, câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt cuộc đời hoạt động của mình đã và sẽ luôn khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ về tấm gương người Cộng sản trung kiên, mãi khắc sâu trong tâm trí của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế và truyền cảm hứng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục sự nghiệp của Đảng, hiện thực hóa mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Đảng ta thực sự trong sạch, đất nước ta ngày càng giàu mạnh. Cả cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống và làm việc đúng với tinh thần của truyện Thép đã tôi thế đấy, một tác phẩm nổi tiếng mà Tổng Bí thư hay nhắc đến. Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Để trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào rằng ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời. Vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người, để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng, học tập và noi theo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng, nhưng tên tuổi và sự nghiệp, công lao và cống hiến, tài năng và đức độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn sáng mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban lễ tang nhà nước và gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng cảm ơn toàn thể đồng bào, đồng chí chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã dành những tình cảm sâu nặng, niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến viếng, gửi điện, lời chia buồn, dự lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, văn hiến, văn minh và anh hùng. Trong những ngày qua, hàng triệu trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế hướng về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quê hương Đồng Hội, nơi tổ chức lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hàng trăm nghìn người dân ở mọi miền Tổ quốc, không quản đường xá xa xôi, không quản nắng mưa, thành kính trên suốt tuyến đường tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Đã có hàng trăm lãnh đạo các nước, vùng lãnh thổ gửi thư, điện, thông điệp chia buồn, hàng trăm đoàn quốc tế dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng, hàng nghìn đoàn với hàng trăm nghìn người dân đến viếng đồng chí Tổng Bí thư, hàng nghìn đoàn viếng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Một lần nữa, Ban lễ tang nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước đó, trong sáng ngày 26 tháng 7, đông đảo bạn bè quốc tế, lãnh đạo các địa phương, đại diện các cơ quan đoàn thể và người dân đã viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, các đoàn Malaysia, Belarus, Philippines, Đảng Cộng sản Anh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân đã vào viếng, thắp nén tâm nhang, bày tỏ xúc động, tiếc thương trước sự ra đi của một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cho đến giây phút cuối cùng. Trong hai ngày qua, lãnh đạo nhiều nước cũng đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các đại sứ quán, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Tại Campuchia, các lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện, các bộ, ngành đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ghi sổ tang, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo đã hy sinh cả cuộc đời mình cho hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam. Còn Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Heng Samrin nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn gắn bó, người đã góp phần to lớn thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Kỹ thuật số Taro Kono, đại diện Chính phủ Nhật Bản, Chủ tịch Đảng Công minh, Liên minh cầm quyền Natsuo Yamaguchi đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn lớn của Nhật Bản. Tại Pháp, đại diện Chính phủ Pháp, các cơ quan ngoại giao cùng nhiều kiều bào đã đến viếng bày tỏ sự kính trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà chính trị uyên bác có tầm nhìn và nhân văn. Nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ngày 26 tháng 7, Tổng thống Indonesia đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhà vua và Thủ tướng Đan Mạch đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại công tước Luxembourg, Tổng thống Panama, Tổng thống Thụy Sĩ, Tổng thư ký Pháp ngữ, Chủ tịch Đảng tập hợp những người Hufue vì dân chủ và hòa bình bờ biển Nga, Chủ tịch Đảng Nhân dân Kazakhstan đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Palestine đã gửi thư chia buồn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính phủ Rwanda, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế đã gửi điện thư thông điệp chia buồn đến Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus đã gửi thư chia buồn đến Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Czech Morava, Đảng Cộng sản Phần Lan, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Na Uy, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Palestine, Bí thư Đảng Cộng sản Sudan, Đảng Đại hội Dân tộc Phi, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Na Uy, Ban chấp hành Trung ương Đảng Tiến bộ của Nhân dân Lao động Ship, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân tộc Algeria, quyền Chủ tịch kiêm đại diện Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc tại Quốc hội, đã gửi điện thư chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức đã gửi thư chia buồn đến Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Vào 15 giờ chiều ngày 26 tháng 7, các chùa trên cả nước đồng loạt thỉnh chuông, chống bát nhã và làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời điểm diễn ra lễ an táng Tổng Bí thư tại Nghĩa trang Mai Dịch. Sau lễ thỉnh chuông, chư tăng ni, Phật tử các chùa thành kính trang nghiêm thực hành nghi lễ tụng kinh, hồi hướng theo truyền thống Phật giáo. Ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, nhất là trong hai ngày quốc tang, hàng loạt các chùa trong cả nước đã lập hương án Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trang nghiêm nơi chánh điện. Tại nhiều chùa sẽ duy trì các thời khóa trong 7 tuần để thực hiện cầu siêu tưởng niệm theo đúng truyền thống Phật giáo và của dân tộc Việt Nam. Hàng nghìn người dân đứng dọc các tuyến phố Hà Nội chờ đón linh xa, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù chờ lâu dưới trời nắng, nhưng tất cả đều đứng trong trật tự, trang nghiêm, chờ đoàn xe đi qua,
kính cẩn nghiêng mình tri ân và vĩnh biệt người con ưu tú của dân tộc, một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân. Các tuyến đường trung tâm gần khu vực nhà tang lễ quốc gia, dòng người liên tục đổ về từ cuối giờ sáng. Ai cũng lặng lẽ chờ đợi những phút giây cuối cùng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người từ Hà Tĩnh đã đi cả đêm qua để vượt gần 400 cây số kịp có mặt tại đây. Rất là xúc động mà không nói nên lời được. Bác là người nhìn được vì dân, vì tất cả mọi người, tất cả vì nhân dân và để tất cả các nước trên thế giới cũng phải xúc động, cũng phải hướng về đất nước Việt Nam mình. Càng gần giờ truy điệu, dòng người đổ về các tuyến phố càng đông, dù trời nắng nóng. Từ các em nhỏ, thanh niên, đến các bà, các mẹ, các cụ hưu trí, các cựu chiến binh, các cán bộ, công nhân viên. Nhiều người mang ảnh Tổng Bí thư, nhiều người đứng chắp tay cầu nguyện. Ai cũng đứng lặng lẽ, trang nghiêm, mong giây phút được nhìn thấy linh xa. Những cánh tay tiễn biệt, những giọt nước mắt xúc động, như đưa tiễn người ông, người cha, người thân của gia đình. Dạ cũng thương bác. Bác đang làm việc, nhiều việc tốt cho dân. Lòng nhân ái và sự quan tâm đến toàn dân. Vượt hơn 1.700 cây số, gia đình 5 người từ tỉnh Bến Tre đã vừa kịp đến đây để vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính trọng bác dữ lắm, chờ ở đây đang cố đón đưa linh cữu bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Người dân Việt Nam mình sẽ nối ước tiếp theo cha toàn dân Việt Nam mình từ Bắc ra Nam, vô Nam, đã đồng lòng như những anh hùng mình đã đi trước. Ngày hôm nay, vị Tổng Tư lệnh của lòng dân đi chặng đường cuối cùng trong tình cảm thương kính và biết ơn sâu sắc của nhân dân để trở về với đất mẹ, để hóa mây bạc trắng, sống cùng nước non, như lời thơ của một người con Việt Nam đã viết về một Tổng Bí thư tài đức vẹn toàn, chọn cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân. Không thể về thủ đô trực tiếp đưa tiễn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân trên khắp mọi miền đất nước đã tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an táng cuối cùng qua màn ảnh nhỏ. Rất nhiều người chưa từng được gặp Tổng Bí thư ngoài đời, thế nhưng hình ảnh về một người lãnh đạo đức độ, giản dị, cả cuộc đời vì nước vì dân vẫn luôn in đậm trong tâm trí họ. Từ vùng đất địa đầu biên cương Tổ quốc Hà Giang cho đến vùng đất cực Tây nằm ở cuối cùng dải đất hình chữ S, không khí buổi lễ trang nghiêm ở khắp các cơ quan đơn vị và gần gũi trong mỗi gia đình như đang tiễn đưa một người thân. Không có tivi thì chỉ cần một chiếc điện thoại nhỏ. Vừa làm vừa coi bác đi lần cuối, lũ con không có gì thương tiếc bác. Bác ra đi, đồng bào cả nước ai cũng thương tiếc gì bác. Nhớ mãi ghi những lời của bác đã dạy, những việc của bác đã làm. Và cũng thay mặt bà con nhân dân tổ 14, cũng xin hứa với trước vong linh của bác là sẽ thực hiện tốt tất cả những điều bác đã chỉ dạy. Không có đi được, xa xôi quá. Do đó tôi có chọn một cái ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đẹp trong báo Nhân dân. Tôi vô khuôn rồi để lên bàn thờ để đốt nhang. Xúc động, tiếc thương là tâm trạng của mọi người dân. Xen lẫn với đó là cảm giác tự hào, biết ơn vì đất nước hôm nay có một người lãnh đạo không chỉ được nhân dân trong nước mà cả nhân dân quốc tế kính trọng, mến mộ. Khi nhìn trên thời sự, chúng tôi là một người dân chân lấm tay bùn nhưng thực sự thấy tự hào vì đất nước Việt Nam mình có được một người lãnh đạo xuất sắc vì nước, vì dân, tận tụy hết mình, không bao giờ lo cho việc riêng tư, đúng là con cháu của Bác Hồ. Chúng tôi rất tự hào về Bác Trọng. 198 đoàn khách quốc tế đến viếng và thưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng cũng đã nói lên sự uy tín của Tổng Bí thư cũng như Việt Nam trong lòng bề bạn quốc tế. Người lãnh đạo mà cả nước như vậy, cả quốc tế ta cũng kính phục.
không phân biệt tôn giáo dân tộc, tình cảm dành cho Tổng Bí Thư của mỗi người dân, các chức sắc tôn giáo là không thay đổi. Cụ cũng là một con người cũng rất đặc biệt, bà con cũng quý mến. Bên Công giáo thì tĩnh tâm để nhìn lại những việc qua, thì cụ cũng có một cái từ nó cũng tương tự như vậy, đó là kiểm điểm và tự kiểm điểm, cũng rất là hay. Và với rất nhiều người dân, chặng đường của người lãnh đạo đáng kính hôm nay không phải là chặng đường cuối, chỉ là người lãnh đạo già đã đến lúc nghỉ ngơi và trách nhiệm dựng xây đất nước xin nhường lại cho giới trẻ. Chúng tôi sẽ nhớ mãi đến câu nói bất hủ của Bác, đó là danh dự là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Bản thân tôi sẽ luôn luôn cố gắng trau dồi học hỏi, học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng như các bài học mà Bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại. 24 giờ đêm hôm qua, dòng người chờ viếng Tổng Bí Thư vẫn còn nối dài qua nhiều con phố. Ban tổ chức lễ viếng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã phải kéo dài thời gian hơn dự kiến. Ai cũng mong muốn được tiễn đưa người lãnh đạo đáng kính thêm một đoạn đường. Vào sáng ngày 26 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân đã gặp Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit và Phu Nhân nhân dịp sang Việt Nam dự lễ quốc tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân trân trọng gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung, cũng như tới Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào và Phu Nhân nói riêng về những tình cảm chân thành, thủy chung son sắt dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, Lào đã tổ chức lễ quốc tang 2 ngày để tưởng niệm Tổng Bí Thư. Thủ tướng cảm ơn Phu Nhân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào đã có bức thư rất xúc động gửi Phu Nhân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisulit bày tỏ xúc động và gửi lời chia buồn sâu sắc, thắm tình đồng chí anh em nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như tới gia đình Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, kết quả kỳ họp 46 Ủy ban Liên Chính phủ, kết quả chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm, củng cố nền tảng cơ sở pháp lý để đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện, sâu rộng, thúc đẩy hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án quan trọng. Cũng trong ngày 26 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Fadinia Yusof và tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, đặc phái viên của Thủ tướng Thái Lan Chakrabong Siamani nhân dịp sang Việt Nam dự lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Thủ tướng Malaysia, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc của lãnh đạo cùng nhân dân Malaysia và Thái Lan tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của Chính phủ, nhân dân Malaysia, của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trao đổi với Phó Thủ tướng Malaysia về định hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng xanh, sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, tuần hoàn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn. Phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ đô la Mỹ, sớm ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực HALA, đồng thời tiếp tục phối hợp hiệu quả và nhân đạo đối với các tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, phù hợp với luật pháp quốc tế và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trao đổi với Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi về một số định hướng hợp tác song phương, trong đó đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, du lịch, kết nối giao thông, trong đó chú trọng kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt. Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời cảm ơn Thủ tướng Thái Lan đã kịp thời đến hiện trường và chỉ đạo điều tra, xử lý vụ du khách người Việt bị tử vong tại Bangkok. Đồng thời, chuyển lời mời Thủ tướng Srettha Thavisin sớm thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung lần thứ tư.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen và Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus Sergei Khamenko nhân dịp sang dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc vương, các lãnh đạo Campuchia đã gửi lời chia buồn và cử đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu sang viếng và dự lễ truy điệu. Tin tưởng dưới sự định hướng của Chủ tịch Hun Sen và các lãnh đạo lão thành, thế hệ lãnh đạo mới Campuchia sẽ lãnh đạo đất nước không ngừng phát triển, đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bày tỏ xúc động dự lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn đoàn đại biểu sang dự lễ quốc tang, bày tỏ tình cảm chân thành, sẻ chia sâu sắc của nhà nước và nhân dân Belarus đối với nhà nước và nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ đất nước Belarus đã mất đi một người bạn tốt, người có đóng góp to lớn trong phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Trong tối ngày 25 và sáng ngày 26 tháng 7, ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Leonid Kalashnikov và Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shikazo sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Thường trực Ban Bí thư cảm ơn các lãnh đạo Campuchia đã gửi điện thư chia buồn và cử đoàn cấp cao dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hai nước truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Tiếp các lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga và Đảng Cộng sản Nhật Bản, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ cảm ơn, cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm vun đắp tình đoàn kết quốc tế, đóng góp cho hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga và Nhật Bản chia buồn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trân trọng những đóng góp to lớn của đồng chí đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như quan hệ giữa hai nước. Trong ngày 26 tháng 7, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp bà Martha Bove, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Quốc tế, Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất MIU, Cộng hòa Dominicana sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Lê Hoài Trung cảm ơn ban lãnh đạo MIU luôn dành tình cảm đặc biệt cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến, nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về thúc đẩy quan hệ với các chính đảng ở Mỹ Latin, nhất trí về việc hai đảng không ngừng củng cố quan hệ, triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác thời gian tới. Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh, trong đó có hơn 800.000 thương binh. Trở về với cuộc sống đời thường, phần lớn các thương binh phải vượt qua rất nhiều khó khăn để xây dựng kinh tế. Với tinh thần tự lực, tự cường, nhiều người đã vươn lên làm giàu và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, lan tỏa hình ảnh người cựu chiến binh trên mặt trận nào cũng chiến thắng. 6.000 con gà đẻ và gà thịt, cùng 100 gốc bưởi các loại, cho lợi nhuận mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Đây là thành quả sau nhiều năm miệt mài lao động của ông Lê Văn Huệ, thương binh 4/4. Trở về từ chiến trường Campuchia, ông Huệ quyết tâm vượt qua nỗi đau bệnh tật và những vất vả của giai đoạn đầu gây dựng kinh tế để phát triển. Mình cứ xác định đầu tiên là chịu khó tận dụng sức khỏe và mọi thời gian để làm việc. Thế là tôi đi cũng nhiều, tham quan các cái mô hình chỗ lọ chỗ kia, mỗi chỗ mình học một tí thì mình về mình làm thôi, thì chịu khó học hỏi thì chắc chắn là cuộc sống nó sẽ tốt. Phát triển chăn nuôi trang trại từ con số 0, với tinh thần dám nghĩ dám làm cùng sự trợ giúp của đồng chí đồng đội, vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Lý đã sở hữu một trang trại gà với quy mô lên tới 8.000 con, cung cấp ra thị trường 7.000 quả trứng mỗi ngày. Lúc đầu nó cũng khó khăn, thì cũng nhờ anh em bạn bè của hội cựu chiến binh hỗ trợ và đưa những cái đề án
chăn nuôi vào cho gia đình thì chúng tôi từ ngày đấy đến giờ thì cũng phát triển, nói chung là cũng là tạm ổn trong cái công việc, và vợ con đều có công ăn việc làm tại nhà, không phải đi đâu cả. Từ nhiều năm nay, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã trở thành một phong trào lớn, lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội cựu chiến binh trên cả nước. Nhờ đó, những mô hình kinh tế thành công do các cựu chiến binh làm chủ không chỉ phát triển cả về quy mô, hiệu quả mà còn không ngừng được nhân rộng. Bây giờ thứ nhất là anh em tôi họp, ai có cái điểm mạnh nào thì sẽ phát huy. Hai là tư vấn cho vay vốn, hoặc là anh em sẵn sàng khi cần thiết là huy động tiền của anh em ở trong hội viên để tập trung cho một đồng chí nào đó là có cái nguồn vốn để là phát triển kinh tế. Hàng năm thì chúng tôi có cái tổ chức các cái đợt đi tập huấn tham quan các cái trang trại mô hình của các địa phương. Từ đó về mình làm công tác tuyên truyền cho hội viên để cùng nhau phát triển kinh tế. Từ năm 2022 trong toàn hội là không có hội viên hội nghèo. Theo thống kê, hàng năm bình quân cả nước có trên 900.000 hộ cựu chiến binh được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Có thể thấy, sau những năm tháng cống hiến cho công cuộc giành độc lập dân tộc, trở về đời thường, các cựu chiến binh lại vượt khó, chung sức xây dựng và phát triển đất nước. Để rồi, họ luôn là những người chiến thắng trên mọi mặt trận, dù là thời chiến hay thời bình. Bản tin thời sự cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.